Vậy thì cho khi mà miêu tả về ngoại hình và tính cách của dế mèn thì các con cho có biết là tác giả đã sử dụng cái biện pháp nghệ thuật gì, con có biết không nào? Ta chú ý lại cái phần lúc nãy các con trả lời cho cô ấy, thì tác giả đã sử dụng cái nghệ thuật gì, con biết không nào? Cô mời bạn Hải Đăng B trả lời cô nào con. Dạ thưa cô, là bài này tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa Con cô. thấy là khi mà miêu tả về ngoại hình và tính cách của dế mèn thì tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì, con biết không nào? Nghệ thuật gì? Dạ là em, Không dạ. Nghệ thuật gì con? Phép tu từ gì con có biết không nào? dạ em không biết ạ. À rồi, bây giờ cô mời bạn tiếp nha, bạn Chí Dũng trả lời cô nào con. Nhanh lên nhá, Dũng hay trả lời nhanh lên cho Dũng. Cô anh em chưa anh em chưa cô Ơi. dạ thưa cô là ngoại hình và tính cách của diếm này là Nghệ nghệ thuật nhân hóa ạ. thuật gì nữa nào? Nghệ thuật gì nữa con biết không? Dạ không cô. Vậy các con thấy là ở đây tác giả đã sử dụng cái biện pháp nghệ thuật so sánh, con hiểu chưa? Nha, đây này. Đấy. Đây là các con này, đây những ngọn cỏ cái rạp y như con nhát dao vừa đi qua, đúng không các con? Họ như những ngọn cỏ cái rạp y như con nhát dao vừa qua, thì các con thấy ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì đây? So sánh này nào. Rồi các con thấy là biện pháp nghệ thuật tiếp là so sánh nữa các con này, hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng hai ngọn ngoạm như hai lưỡi liềm máy là làm việc đó nào. Đấy là cô, các con thấy là hai cái răng đen nhánh so sánh với thì các con hai lưỡi liềm máy làm việc, đúng không nào? Đó là nghệ thuật so sánh mà tác giả đã sử dụng ở trong này, các bạn thấy chưa? Rồi chúng ta thấy là ngoài ra chúng ta thấy còn có những cái biện pháp nghệ thuật nhân hóa nữa các con, đúng không? Đây này, rồi chúng ta thấy ở phần này chúng ta thấy là tác giả đã sử dụng cái biện pháp nghệ thuật nhân hóa khi mà nói về thì các con đây này, các con này, tôi đã quát mấy chị cào cào bụ ngoại đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm, đúng không các con? Như vậy thì ở đây tác giả đã thì đây sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân nhân hóa, phải không nào? Đấy, các con thấy này này, tôi đã các con thấy là tôi đã quát mấy chị cào cào bụng ngoài đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua các chị phải núp khuôn mặt trái xoan. Khuôn mặt trái xoan thì các con đấy, thì các con đây là nghệ thuật nhân hóa, đúng không con? Không nào. Đấy, chứ là một khuôn mặt trái xoan các mấy chị cào cào làm gì có khuôn mặt trái xoan, là chỉ có con người thôi, đúng không con? Thì tác giả đã sử dụng nghệ thuật nhân hóa ở đây, đó nào. Đấy, đây như vậy thì các con thấy ở đây tác giả đã sử dụng cái nghệ thuật kết hợp gì đây, so sánh là tính từ này, bấm bóng gọn mắt này, rồi ngoài ra thì các con thấy là còn sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa là các con nha. Đấy, kết hợp này là gì đây, kẻ kẻ này miêu tả, kẻ này tả này, so sánh này, tính từ này, bấm bóng nhọn hoắt này, ngoài ra còn sử dụng cái từ loại như là bấm bóng nhọn hoắt, bóng rồi gì nó bóng bỡ đen nhánh, rồi từ ngữ chính xác rồi đây nữa đó, sắc cạnh với nhiều gì động từ đạp nhai này, nhai ngoằm ngoặm này, vân vân đó nào. Rồi ngoài ra còn sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa các con nha, nhớ chưa? Giờ chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cái phần này trong vở cho cô các bạn nha. Rồi bây giờ các con sẽ chuyển sang phần B là diễn biến cái câu chuyện là dế mèn trêu chị cốc dẫn đến cái chết thảm thương dế chót. Vậy thì các con cho cô biết, các con đã chuẩn bị bài ở nhà rồi, dế chót trong mắt của dế mèn như thế nào các con có biết không? Rồi những chi tiết miêu tả dế chót, thái độ của dế mèn khi dế chót nhờ vả ra sao? Bây giờ các con suy nghĩ để chúng ta đưa ra cái câu trả lời cho cô nha. Cả lớp suy nghĩ cái câu hỏi cô đưa lên màn hình đấy các con này. Dế chót trong mắt dế mèn như thế nào nào? Đấy. Đấy, rồi những chi tiết miêu tả dế chót rồi thái độ dế mèn khi dế chót nhờ vả thì xem sao? Mời bạn Hải Đăng B trả lời cô nào con. Nhanh lên con, Hải Đăng B đâu rồi? Dạ cô, Ừ, nhanh lên trả lời cô đi con. gì dế chót trong mắt của dế mèn như thế nào là dế
giới chắc trong mắt của giới mèn là giới mèn khinh thường giới trót À. và ý mình mạnh hơn giới trót nên lúc nào cũng bắt nạt giới trót. Rồi, coi thường dế chót này, rồi đặt tên cho dế chót này, rồi còn tê dế chót như thế nào con có biết không? Dạ thưa cô là em không biết cô. Bây giờ cô mời bạn bảo bạn anh bảo bổ sung thêm cho cô nào con. Thưa cô là chê dế chót là yếu đuối, Đúng rồi. không thông minh. Ừ, đúng rồi. Người gầy gò dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện, có lớn mà chẳng có khôn đúng không con? Rồi còn gì nữa nào? Rồi khi mà dế mèn đấy, à dế chót nhờ dế mèn đào cái thông cái ngách sang, đã không nào? Thì dế mèn đã nói như thế nào con? À con có biết không? Nhìn cái cuộc đối thoại giữa dế mèn dế chót con có nhớ không nào? Cả lớp không chú ý hả? Phải không? Chúng ta về chúng ta chưa chuẩn bị kỹ cho cô. Còn anh Bảo trả lời tiếp cho cô như thế nào Bảo? Thưa cô là Nghe đây con. dạ thưa cô là em không biết, em chưa tìm À ra. biết rồi. Như vậy các con chú ý cô này. Này. Các con thấy là trong cái con mắt của dế gì đây, dế dế chót trong cái nhìn của dế mèn này thì chúng ta thấy là coi dế chót đã coi dế mèn như là gì các con, à dế mèn đã coi dế chót như là một gã nghiện thuốc phiện, à, cánh ngắn củn một mẫu này, mặt thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ này đúng không các em đó nè. Rồi các con thấy là còn chê dế mèn là gì các con, à chê dế chót là chúng mày hôi như cú mèo thế này ta nào chịu được đúng không nào. Và các con thấy là dế mèn này, là dế chót thực ra rất là ốm yếu, và khi mà nhờ dế mèn ấy đào cái ngách sang để thông sang lục phòng khi lúc tắt lửa tối đèn có nhau, nhưng mà khi mà nhờ dế mèn thì dế mèn đã không làm đúng không con, không có làm dùm cho bạn mình phải không nào, mà còn coi thường phải không, chê mình là gì đây, giống như dế mèn, giống như là một người cởi trần mặc áo ghi nê đúng không nào, giống như một gã nghiện thuốc phiện đúng không nào. Đấy rồi thì các con thấy có lớn mà chẳng có khôn đúng không nào. Đấy rồi mặt mũi lúc nào cũng gần gần ngơ ngơ, nghĩa là coi thường người bạn của mình, mà giữa dế mèn và dế chót là hai người bằng tuổi nhau, nhưng mà các con thấy là dế mèn lại đặt tên cho bạn mình là gì đây, là dế chót đúng không con, đó là rồi chú mày coi thường đúng không. Như vậy thì các em thấy là tính cách của dế mèn thì các con là rất là dạy cái tính cách này, các con thấy là như lúc nãy chúng ta đã thấy rồi, dế mèn nó là tính cách rất là hung hăng, hung hách, coi thường người khác đúng không nào. Và các con thấy đã nói là chế giễu dế chót là gì, dại dột có lớn mà chẳng có khôn, ăn ở bẩn thỉu lôi thôi này đó nào, rồi cách xưng hô là chú mày này. Như vậy các em thấy là thái độ của dế mèn thì rất là coi thường, khinh, khinh khi mà nhìn thấy bạn với cái nhìn rất là trịch thượng, chứng tỏ là một con người thì các con thấy là gì đây, dế mèn rất là ích kỷ đúng không nào, kiêu ngạo coi thường những kẻ yếu hơn mình đúng không. Đấy, rồi gì nữa nào, như lúc nãy cô đã nói với con này, là khi dế chót nhờ giúp đào hang sâu thì có đường sang hang của dế mèn phòng lúc tắt cửa tối đèn có nhau, nhưng mà các con thấy là dế mèn đã từ chối không giúp bạn đúng không. Đúng không nào. Như vậy các con thấy là đáng ra khi dế mèn ấy là phải giúp đỡ dế chót, thì dế chót nó ốm yếu hơn đúng không con, đúng không nào, thì cùng bạn với nhau, cùng hàng xóm với nhau thì giúp đỡ nhau. Nhưng mà các con thấy là ở trong đoạn này thì trong cái đoạn trích này thì chúng ta thấy là dế mèn là lúc nào cũng chê dế chót thôi, chứ không có giúp đỡ cho dế mèn, không có giúp đỡ cho dế chót thế nào hết đúng không nào. Đấy. Rồi vậy thì cho chúng ta chú ý cô trong cái phần này này các con này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu các con tìm là dế mèn đã trêu chị Cốc dẫn đến cái chết gì của dế chót. Vậy bây giờ cả lớp chúng ta sẽ suy nghĩ là chúng ta sẽ tìm cho cô cái câu trả lời, họ chú ý câu này này, chúng ta phân tích diễn biến tâm lý và cái thái độ của dế mèn trong việc trêu chị Cốc đến cái chết, gì để dẫn đến cái chết, và cái việc về cái việc dế mèn dám gây sức với chị Cốc khỏe hơn mình gấp bội có phải là hành động dũng cảm không, vì sao nào. Bây giờ chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ trả lời cô cái câu hỏi cho cô nào, cả lớp chúng ta sẽ phân tích cái diễn biến tâm lý và cái thái độ của dế mèn trước khi trêu chị Cốc thế nào, chúng ta quan sát cho cô trong văn bản chúng ta để chúng ta trả lời cho cô đi nha. Nào mau lên các con suy nghĩ cho cô. Con nhìn có con ở sách giáo khoa trang 86, con nhìn ở cái phần cuối là tính tôi hay nghịch ranh chị Cốc ấy, nghịch ranh này
chẳng vận đến tôi cũng nghĩ mưu chịu cốc đấy, hiểu chưa? Trong cái đoạn đó các con, trong đấy cái trang 87 ấy, con nhìn những đoạn đó chưa, cô chỉ cho các con đã phát hiện ra chưa nha. Rồi bạn Chí Dũng nào, Chí Dũng là phải trả lời nhanh như cô nhé, Chí Dũng là hay mất thời gian của cô lắm đấy, nghe lên trả lời luôn. Cô là chuyện tính tôi hay nghịch danh chẳng bận đến tôi, chẳng bận đến tôi cũng nghĩ mưu chiêu chỉ cốc, tôi cất tiếng gọi như chết nghe tiếng cưa, tôi hỏi chú mình có muốn cùng tớ đùa vui không, đùa trò gì em đang em đương lên cơn hen đây, hừ hừ đùa chơi một tí, hừ hừ cái gì thế, con ngũ cốc kia kìa. Dễ chót ra cửa hé mắt nhìn chị cốc rồi hỏi tôi, chị cốc đấy từ đứng đúng nói ngắn gọn cho cô luôn. Vậy thì đấy miền đã đọc cái bài gì để mà trêu chị cốc, nói ngắn gọn cho cô cũng đồng đọc hết cái đoạn đấy, hiểu chưa nha. Dạ thưa cô, là tôi rình đến lúc chị cốc rỉa cánh quay đầu lại phía của tổ tôi cất giọng béo con, cái cò cái vẹt cái nông ba cái cùng béo, vật lông cái nào vật lông cái cốc cho tao, tao nấu tao nướng tao xào tao ăn ạ. Đúng rồi, đó nào, như vậy thì các con thấy đây chính là gì, các con là dế mèn đã bày trò để trêu chị cốc đúng không con, và dẫn đến cái chết của dế chất đúng không nào. Đấy, đúng không các con? Vậy thì chúng ta thấy là dế mèn lúc nào cũng tính kiêu căng coi thường người khác, và các con thấy là chị cốc thì đang thì các chả thì liên quan chẳng đụng chạm gì đến gì đây dế mèn, nhưng mà dế mèn vẫn gì để trêu đúng không con. Và đã đọc một cái bài đó là gì, cái cò cái bạc cái nông ba cái cùng béo, vặt lông cái nào vặt lông cái cốc cho tao, tao nấu tao nướng tao xào tao ăn đúng không con. Như vậy thì các con thấy là chị cốc thì đang là mổ là gì để chị cốc thoạt nghe tiếng hát từ trong đất vẳng lên không hiểu như thế nào, và giật nảy hai cái đầu cánh đúng không, và muốn bay đến và định thần lạ, và khi đi khi thì đến khi thì đã định thần lại, và chị mới trợn tròn mắt dương cánh lên, và chị sắp như là như sắp đánh nhau phải không nào. Và chị đã đưa nói là gì, đứa nào cạnh khóe à gì tao xế, đứa nào cạnh khóe tao xế phải không nào. Và lúc này thì các con thấy là sao con, dế mẹt đã chui tọt vào hang sâu đúng không con à. Và các con thấy là gì, ví dụ dế mèn đã chui tọt vào hang sâu rồi thì, và lúc này chị cốc nhìn chỉ có thấy có dế chót thôi, là nghĩ ngay là dế chót trêu chị cốc chứ không phải là dế mèn đúng không con. Và khi mà đã chui vào tọt hang sâu thì các con thấy là gì đây, là dế mèn đã bắt chân tổng ngũ đúng không nào. Và thấy được thì thấy là đã nghe thế là chị cốc là chút cơn giận, là cái mỏ của chị cốc rất là nhọn và sắc, và đã mổ giống như một cái mũi dùi. Các con có biết mũi dùi không nào, cái dùi mà người ta nung nóng ở than, người ta hay dùi vào cho qua gỗ hoặc là chun đấy, cái hiểu chưa nào. Ấy thì các con thấy là cái mỏ của chị nó rất là gì đây, các em rất là sắc, và mổ vào cái lưng của gì đây vào của chị cốc đúng không con. Và các em thấy là khi mà mổ vào cái lưng của chị cốc thì các con thấy làm cho chị cốc làm cho chị dễ chót chết đúng không con, đó nào. Đấy nha, đấy đáng ra là gì, các con thấy là cái đấy là coi nghĩa là chị cốc là chút cái cơn giận của mình lên đầu gì đấy các con, lên người của dễ chót đúng không nào. Vậy thì cho cô biết cái việc dễ mèn dám gây với chị cốc là khỏe hơn mình gấp bội có phải là hành động dũng cảm hay không, là vì sao nào, đây có phải là hành động dũng cảm không các con à. Mời bạn nào trả lời cô, bạn là Nguyễn Bá Huy nào. Dạ thưa cô là không ạ. Đây không phải là hành động dũng cảm, vì sao vậy con? Dạ vì đây là một hành động trêu chọc làm cho người ta tức giận lên ạ. Đây không phải là hành động dũng cảm, đây là hành động ngông cuồng thiếu suy nghĩ đúng không con, đúng nào. Như vậy chúng ta thấy là dế mèn đã trêu chị cốc dẫn đến cái chết thảm thương của dế chót. Như vậy thì các con thấy là gì đây, và đã hát cái bài này không hát kéo von sắc sược và với chị cốc, và các em sau đó chui tọt vào hang bắt chân từ ngũ nằm khánh này, và khi dế chót gì đây bị chị mổ thì nằm im im thiếp, khi cốc bay đi đến mới dám mon men lên bò ra khỏi hang đó nào. Như vậy chứng tỏ chúng ta có thể thấy được là dế mèn rất là hèn nhát đúng không. Nếu mà không sợ thì cứ ở ngoài đó đương đầu với dế chót với chị cốc, việc gì mà phải chui vào tọt trong hang, các con hiểu chưa nào. Và lúc khi mà ngồi ở trong thì nằm ở trong hang bắt chân giữ ngũ, và các con đã chứng kiến cái cảnh khổ đau mà mình đã gây ra cho gì, cho dế chót đúng không các em, đó nào. Đấy cho nên là các em thấy là bỏ gì đây, tham sống sợ chết chui tọt ra trêu chị cốc, xong rồi chui vào trong hang bắt chân giữ ngũ, rồi bỏ mặc bạn bè không dám nhận lỗi đúng không con, đó nào. Đấy lúc nào cũng chê bạn sợ là gì, hôi như cú mèo này, xấu xí này, bẩn thỉu vậy. Nhưng mà các con thấy là cuối cùng là chút để làm trêu chị cốc, rồi cuối cùng là chị cốc có chút cơn giận nên gì cái người dế gì dế chót dẫn đến cái chết thảm thương của dế chót đúng không nào các con, đó nào. Đây như vậy các con thấy như bạn là vừa nói, đây là cái hành động không dũng cảm mà chỉ là cái sự liều lĩnh không cuồng thiếu suy nghĩ, vì nó đã gây ra cái hậu quả nghiêm trọng cho dế chót đúng không nào. Đấy
và dế mèn đã bỏ mặc bạn bè trong cái cơn nguy hiểm, hèn nhát không dám nhận lỗi. Vậy thì các con thấy là chúng ta sẽ phần này cô sẽ gửi cho các con ghi bài cô các con nhá, thấy chưa? Đây, đây cô quay lại cái phần này cho các con ghi cho cô này. Đây. Đây, các bạn ghi cái phần này cho cô luôn nha. Hôm nãy chắc chưa ghi kịp đúng không nào? Con ghi cái phần này cho cô luôn ha. Ghi vào cho cô đi. Con thấy đây là chị Cốc đúng không con? Chị Cốc đang thì mổ nên người tăng đây này, chị Cốc đang thì kiếm ăn này đó các con đúng không? Đấy. Đây còn dế mèn thì các con đang ra điệu bộ hách dịch coi thường dế chót các con thấy không nào? Đấy hình ảnh đó. Rồi bây giờ các con sang phần hai nhỏ bài học đường đời đầu tiên của dế mèn. Vậy thì cho cô biết cái hậu quả của việc trêu chị Cốc là cái chết của dế chuất. Xong dế mèn có chịu hậu quả nào không? Và nếu có thì hậu quả gì? À, các con nhá, suy nghĩ trả lời cho cô nào. À, rồi cái tâm trạng của dế mèn có cái sự thay đổi ra sao trước cái chết của dế chuất và sự hối hận là bộc lộ cái hành động nào? Rồi bây giờ tất cả các con suy nghĩ trả lời cô, mời bạn Huỳnh Tiến Lộc nào con. Dạ thưa cô là cái hậu quả của việc trêu chị Cốc là cái chết của dế chuất, xong dế mèn có chịu cái hậu quả nào không các con, và nếu thì hậu quả đó là hậu quả gì nào? Dạ không, nếu có là hậu quả đó sẽ là chị dế mèn sẽ bị chị Cốc mổ cho đến chết. Rồi rồi bạn trả lời như vậy là còn thiếu nhá. Vậy bây giờ cô mời bạn bổ sung thêm cho cô ha. À, cô mời bạn Anh Bảo trả lời cô cái câu trên cho cô là cái phần này là các con này. À, Bảo trả lời cô đi con. Bảo đâu? Nguyễn Đức Anh Bảo nào? Bảo trả lời bật mic đi con, mau lên Bảo. Anh Bảo không bật mic thì sao con nói con? Không được vậy thì cô mời Hải Đăng B trả lời cô đi. Hải Đăng B, bạn Bảo mic bạn ấy thế nào, bạn bật lên. Hậu quả của việc treo chỉ cốc là cái chết của dế chuất, xong dế mèn có chịu hậu quả là có chịu hậu quả và đó là hậu quả là dế chuất đã chết. Tâm trạng của dế mèn có cô hỏi con là thay. Cô nói này có phải là hậu quả là của dế mèn chết không, có phải vậy không? Các con nhớ là cô việc trêu chị Cốc là cái chết của dế chuất, xong dế mèn có chịu cái hậu quả nào không nha, chứ không phải là chịu cái là dế mèn dế chót nó chịu hậu quả, con hiểu không nào? Nếu có thêm đó là hậu quả gì, con hiểu không? Con Hải Đăng B nhớ không con? Trả lời tiếp cho cô đi Hải Đăng B. Dạ, tâm trạng của dế mèn có sự thay đổi
ra sao trước cái chết của dế chóc là dế mèn ân hận sự hối hận bộc lộ qua cô là sự hối hận bộc lộ qua hành động là dế chóc ôm cổ dế mèn ôm cổ dế chóc dậy và nó và đem dế chết đi chôn và nghĩ lại tội lỗi của mình về bài học đời đầu tiên. Em xin hết. Cảm ơn con. Như vậy các con chú ý cô này, như vậy thì chúng ta cái hậu quả gây ra cái chết thảm thương dế chết, kẻ phải trực tiếp chịu hậu quả của trò đùa này là gì các con, là dế chết đúng không nào? Và các con thấy là với dế mèn thì đã mất bạn láng giềng và bị dế chết dạy cho một bài học nhớ đời, suốt đời ân hận vì cái lỗi lầm của mình đã gây ra đúng không con? Đó nào. Thì các con thấy là xem trong phần cuối văn bản các con thấy không, các con thấy là cuối văn bản thì chúng ta thấy là dế chất đã nói với dế mèn đó là gì các con, các con chú ý cô này con thấy là trong khi mà là chất không dậy được nằm thoi thóp thế rồi thì các con nào các con thấy là tôi ốm yếu quá rồi chết cũng được, nhưng trước khi nhắm mắt tôi khuyên anh ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy. Có nghĩa là trước khi mà dế chó nó chết ấy, nó nói với dế mèn như vậy đúng không con, đúng không nào? Chúng ta chú ý cô ở cuối văn bản sách giáo khoa trang 88 có thấy chưa nào nha, đây này nha. Giờ như vậy thì các con thấy là nhớ cho cô cái câu này các con ha, đây này nhưng trước khi có nghĩa là tôi ốm yếu quá rồi chết cũng được, nhưng trước khi nhắm mắt tôi khuyên anh, có nghĩa là khuyên dế mèn đấy, ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy đúng không nào? Thế rồi dế chót tắc thở tôi thương lắm đúng không nào? Và lúc này thì các con thấy là dế mèn rất là ăn năn hối hận về việc làm của mình, giá tôi không trêu chị cốc thì chắc đến nỗi không có đến nỗi việc mà dế chót chết đúng không nào? Và cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết chết rồi đó nào. Và lúc này như bạn Hải Đăng B đã nói là gì, sau khi mà dế mèn đã thấy là cái việc làm của mình đeo chịu cốc dẫn đến cái chết thảm thương của dế chót, và dế sau khi mà trước khi mà dế chót chết, dế mèn dế chót đã nói với lại gì đây, dế chót đã nói với dế mèn đúng không, rồi sau đó thì các con thấy là dế mèn rất là ôn hận về việc làm của mình, rồi thì các con thấy là đem cái xác của dế chót đến chôn vào một cái vùng cỏ mùn tum và tôi đắp thành nấm mộ và tôi đứng lặng dạng giờ lâu nghĩ về cái bài học đời đầu tiên của mình đúng không con, nó là rất là hối hận về cái việc làm của mình đúng không con, đó nào. Đấy. Như vậy cái em thấy là cái tâm trạng của dế mèn lúc này thể hiện là cái sự hối hận ăn năn hối hận đúng không, và nâng đầu dế chót lên vừa thương vừa ăn năn hối hận không, rồi chôn xác dế chót vào cái bụi cỏ mùn tum đúng không nào. Đấy các con thấy là đấy là sau đó thì hối hận đây này, các bạn thấy là thương bạn và đã chôn bạn ở cái vào cái bụi cỏ lùng tung nó là rồi rút ra cái bài học đời đầu tiên cho mình đúng không nào. Đấy. Vậy thì qua đó thì em có nhận xét thì về cái sự thay đổi tâm lý của dế mèn theo em thì có sự thay đổi có hợp lý không, và chính cái sự ăn năn đấy đã giúp em hiểu thêm gì tính cách của dế mèn, đó là tính cách nào? Bạn nào trả lời cho cô cái câu này nào, bạn Bảo nào trả lời cho cô nào, con Bảo là trả lời cô là câu nào cô, qua hành động của dế mèn em có nhận xét về những thay đổi tâm lý là dế mèn có thể là biết ăn năn hối lỗi hơn và dế mèn sẽ trở thành một người tốt bụng ạ. Theo em sự thay đổi đó có hợp lý không, mà em thấy là nó rất là hợp lý. Thưa cô, là chính sự ăn năn ấy mà giúp em hiểu thêm về tính cách của dế mèn, đó là tính cách là hiền tốt bụng. Có nghĩa là từ một cái con người khác. Đúng rồi, chính xác rồi đấy. Như vậy các con thấy là sau phần cuối văn bản chúng ta thấy là dế mèn rất là cảm thấy ân hận và ân hận về cái việc làm của mình, không nào? Và các con thấy là phần đầu văn bản thì các con thấy là tác giả miêu tả là dế mèn là một vẻ đẹp thanh niên cường tráng này, tính thì hay kiêu căng coi thường người khác này, quát nạt mấy chị cào cào chọc ghẹo anh vọng võ này, coi thường dế chót này, rồi rồi gì các con thấy là gì đây, từ chối mọi sự giúp đỡ của dế chót, rồi và rồi gì nữa các con, rồi làm sao nữa, trêu chọc chị cốc dẫn gì đây, dẫn đến cái chết thảm thương của dế chót đúng không nào.
Và khi mà dế chót trước khi nó chết, nó đã nói với dế mèn là gì? Ở đời mà có thối hung hăng bậy bạ sớm muộn nó cũng mang vạ vào mình đấy, đúng không con? Và các con là sau khi đó thì đáng ra là dế gì? Dế mèn phải chết đấy, chứ không phải là dế chót chết, đúng không con? Và sau từ đó thì các bạn thấy là gì đây? Dế mèn đã rất ân hận về việc làm của mình, là đã chôn cất người bạn mình rất là tử tế, và sau đó nó rút ra cái bài học lời đầu tiên của mình, đúng không con? Cho nên là từ cái câu chuyện này chúng ta thấy là chúng ta ở sống ở trong gia đình cũng như là ngoài xã hội, chúng ta đi đâu trong ở gia đình này, rồi đến lớp này, đi đâu chăng nữa, chúng ta ngoài xã hội chúng ta không được kiêu căng, không hết coi thường người khác, đúng không con? Mà chúng ta luôn luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những các bạn mà yếu thế hơn mình, đúng không con? Hiểu chưa nào? Giúp đỡ người ta nghe chưa? Chứ chúng ta đừng thấy là người ta xấu xí, người ta ốm yếu hoặc là ta khó khăn là coi thường người khác, như vậy không được, các con hiểu chưa nào? Nha, như bạn bạn bảo trả lời rất là chính xác rồi đấy. Đó. Như vậy thì các con thấy là cái sự thay đổi đó bất ngờ, song hợp lý bởi cái chết của dế chót đã tác động mạnh mẽ tới suy nghĩ của dế mèn. Vì thế dế mèn đã sốc nổi xong, gì đây, không ác ý. Và ở đây có sự biến đổi tâm lý từ thái độ kiêu ngạo, không khách, sang ăn năn hối hận như cô vừa giảng các con ấy, hiểu chưa nào? Và đây là nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật sinh động hợp lý, đúng không nào? Đấy. Vậy thì theo em cái sự hối hận của dế mèn có cần thiết không và có thể tha thứ được không vì sao nào? Bạn nào trả lời cho cô này. Theo em cái sự hối hận của dế mèn có cần thiết không và có thể tha thứ được không nào? Bạn Bảo trả lời cho cô Bảo. Nghe đây con. Hay dạ thưa cô là sự hối. Nghe đây con. Dạ thưa cô, sự hối hận của dế mèn có cần thiết không? Dạ thưa cô là cần thiết. Ừ, đúng rồi. Sao nào? Vậy thì có thể tha thứ được không nào? Vì sao nào? Có thể tha thứ dạ, được không? Có thể tha thứ được ạ. Dạ, vì là dễ dạ, mẹ là mình đúng không? Chính xác không con? Đúng không? Dạ. Ờ đúng rồi. À, như vậy các con thấy là cái sự hối hận của dễ mèn rất là cần thiết, vì kẻ biết lỗi đã tránh được lỗi và có thể tha thứ vì cái tình cảm của dễ mèn rất là chân thành, đúng không? Và các con thấy là cuối cái câu chuyện là hình ảnh dễ mèn đứng lặng hồi lâu trước cái nấm mộ của bạn, và chúng ta thấy được đây là cuối chuyện là hình ảnh dế mèn cay đắng vì cái lỗi lầm của mình, xót thương dế chót, mong dế chót sống lại và nghĩ đến cái việc thay đổi cách sống của mình, đúng không? Có nghĩa là tự ân hận, tự rút ra bài học của mình, đúng không con? Đó nào. Rồi. Như vậy thì chúng ta thấy là xong tất cả các sự việc trên, nhất là trong khi dế chót, dế mèn đã tự rút ra bài học đường đời đầu tiên của mình. Theo em cái bài học gì và việc tác giả để cho dế mèn tự kể cái câu chuyện của mình bằng ngôi thứ nhất có tác dụng thế nào trong việc thể hiện bài học này nào? Cô mời bạn Văn Đình Tư Duy trả lời cho cô câu này là con, con lên. Duy, Duy trả lời cô được câu này không? Không được, phải không? Rồi, như vậy thì các con thấy là ở đây này các con này. Như vậy cái bài học đường về cái cách ứng xử sống khiêm nhường, biết ơn, tôn trọng người khác, đúng không nào? Rồi các con thấy là cái bài học về cái tình nhân ái, chan hòa. Bài học đường đời đầu tiên mà dế mèn rút ra từ cái chết của dế chót. Gì đây? Thói ngông cuồng của mình trêu đùa, khinh thường người khác, thỏa mãn cái niềm vui cho mình đã gây ra hậu quả khôn lường, phải ân hận suốt đời. Và như vậy thì các con thấy là tác giả đã sử dụng cái ngôi kể thứ nhất, đúng không nào? Và cho dế mèn tự kể lại cái câu chuyện của mình để khiến cho cái câu chuyện trở nên sinh động hấp dẫn hơn, đúng không các con? À. Đấy. Vậy bây giờ các con chú ý cô, vậy thì em nào cho cô biết là nhận xét những nghệ thuật đặc sắc mà tác giả đã sử dụng trong văn bản này là gì, nghệ thuật gì đấy các con? À. Nghệ thuật đặc sắc của tác giả sử dụng trong văn bản này là nghệ thuật gì, cô biết không nào? Bạn Bảo trả lời cô nào con, cho lên. Tôi coi là nghệ thuật nhân hóa và nghệ thuật so sánh ạ. Là ngoài ra tác giả còn sử dụng như các con những cái tính từ động từ, các con hiểu chưa nào nha. Đấy. Đây. Đấy, thấy chưa? Đây này các con này. Đấy. Nghệ thuật rồi, vậy thì em nào hãy nhận xét ai cho cái khái quát nội dung chính văn bản cho cô nào. Nội dung chính văn bản này là gì? Nội dung chính của cái bài học đề đầu tiên là gì nào các con, cái đoạn trích này là gì nào? Rồi cô mời bạn Lê Thị Mỹ Kim nào. Trả lời cô. Dạ thưa cô, là nội dung chính của văn bản là dế mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ, nhân tính tình còn kiêu căng sốc nổi, dế mèn kêu trêu chọc chị cóc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho dế chót. Dế mèn hối hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên. Đúng rồi, con trả lời rất là chính xác đó. Như vậy thì các con thấy là đây, đó là cái vẻ đẹp cường tráng của dế mèn kiêu căng sốc nổi gây ra cái chết thảm thương dế chót, và đúng không con? Và dế mèn rất ân hận rút ra bài học, và bài học lối sống nhân thân ái, nhân hòa, yêu thương giúp đỡ bạn bè,
và cái cách ứng xử lễ độ khiêm nhường, sự tự chủ ăn năn hối hận trước sự gì cử chỉ sai lầm, đúng không? Và các con như bạn bảo lúc nãy nó nói cô là các con thấy là tác giả đã sử dụng các cái biện pháp nghệ thuật so sánh nhân hóa là kết hợp miêu tả này, rồi sử dụng những cái từ lấy này, động từ này, đúng không con? Đó là và thể rồi các con thấy là ngoài ra thì các con thấy lựa chọn ngôi kẻ, lời văn ngôi kẻ này, lời văn giàu cảm xúc này, rồi cái văn bản này mang cái đặc điểm của chuyện đồng thoại này, nhớ chưa? Nhân vật các loài vật đã được nhân hóa, đúng không con? Đó là các loài vật ở trong chuyện này được nhân hóa trong văn bản bài học đời đầu tiên, có các nhân vật dế mèn, dế chất, rồi chỉ cốc, rồi cào cào này, vân vân, đó là đấy. Đấy, vân vân, và thể hiện được đặc điểm sinh hoạt loài vật và ngoại hình của dế mèn thì được miêu tả bằng các đặc điểm đặc gì các chi tiết này, rồi đặc điểm cho cái loài dế râu này dài này, rồi gì đôi càng này, đôi cánh này, đầu này, cái răng cái đen, răng đen này, vân vân, đó là đấy. Thì về nhà là các con này đây, và hành động của dế mèn thì loại hành động của dế mèn thì như là gì đây, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ này, rồi đào hang này, đó là đấy. Thì các con chú ý, chúng ta sẽ về chúng ta dựa vào cái phần gợi ý bảng dưới đây, chúng ta sẽ tìm một vài câu thể hiện cái lời kể của dế mèn, lời xưng hô tôi và lời đối thoại của dế mèn với nhân vật khác ha. Thì các con thấy là cái lời kể của dế mèn thì là một cái tai họa đến mà đứa ích kỷ không thể biết trước, đó là gì, không trông thấy tôi nhưng dế chỉ cốc trông thấy dế chót ha. Chúng ta về chúng ta hoàn đảm này cho cô nhé các con ha. Đấy, rồi lời đối thoại của dế mèn, sợ gì mày còn bảo tao còn sợ cái gì, mày bảo tao biết sợ ai hơn nữa. Dế mèn đối thoại với dế chót, thì các con dựa vào cái gợi ý trong bảng dưới đây là các em hãy tìm một vài câu để thể hiện cái lời kể của dế mèn, lời xưng hô tôi và cái lời đối thoại của dế mèn với nhân vật khác. Thì các hết giờ rồi, cô mời các con nghỉ, các con về học bài và con chuẩn bị cho cô cái bài chuẩn cho cô bài giọt sương đêm, đọc kỹ văn bản và trả lời những cái câu hỏi cho cô trang 90-91 các con nhá. Hết giờ mời các con nghỉ ha. Em chào cô. Em chào cô. Em chào cô.